thôi vậy thôi đừng giúp, đừng bây giờ giúp, đừng bây giờ giúp người ta cái kiểu đó. Còn ví dụ như mình đã giúp người ta rồi, mình sang tay rồi, người ta xài thế nào quyền của người ta, đúng không? Người ta khôn á thì người ta sử dụng mình quyền đúng, còn người ta sai thì đụng á người ta sử dụng mình quyền sai. Còn mày đã cho đi rồi thì đụng á đừng có bắt người ta phải đặt vô cái khuôn là à mày phải xài gì thế của ta, mày phải làm gì thế của nam dành lại người sao, thì thôi đừng giúp không, đúng không? Con giúp đụng giúp kiểu đó, giúp gì giúp đụng cái kiểu đó, đụng cái này nọ. Còn con thấy video thầy học nó thực tế, nó không có dạng đụng dàn dựng, đúng không? Nó xuống là nó thực tế luôn. Mà trong những cái video, trong những cái hình ảnh là thầy ghi số điện thoại của người cần giúp luôn. Có nghĩa là khi mà người khác không giúp á là người ta liên hệ thẳng luôn. Ví dụ người nào mở lòng ra được á là người ta tự động người ta liên hệ thẳng cái người cần giúp. Người đang cần kia mở qua mình giống như mình đụng á. nếu mà mình che đậy cái địa chỉ người ta, che đậy số điện thoại người ta đó, làm xui mình về kêu qua giúp á để mình lập công á, là khác nào đụng á mình mượn những cái cảnh cửa hàng của người ta để mình kiếm chép, đúng không? Có nhiều người đụng á hỏi địa chỉ đâu, không tìm chỉ đâu, đụng qua à nguyên góp ta hoặc là đưa ta đưa giúp cho thầy là không xóa nha, muốn giúp gì đó đó thầy đi về nha. Thầy đi về là bắt đầu thầy lấy gõ thông tin của người đó là ghi thẳng lên bài đăng luôn, ghi thẳng bài đăng số điện thoại địa chỉ của người đó đó, đụng á thầy ghi rõ ràng, đụng ai muốn giúp tới giúp. Dưới đây thầy không nhận nguyên gọi nguyên góp, thầy không có kêu đụng á, không có kêu gọi. Nếu mà tao kêu gọi chắc tao vào à, đúng không hả con? Nếu mà uy tín thầy là kêu gọi được không? Dạ được. Nếu uy tín của thầy là đụng thầy kêu gọi ít nhiều cũng đụng tháng được đụng mấy chục trăm hoặc là 200, đúng không? Nhưng mà mày sống cho người ta ăn nó, người ta nói mày nhanh lắm, trả nghiệp nhanh lắm. Ờ, uống từ từ đó con, đủ má về thăm thầy giống như mình về giặt thầy cho chết vậy. Còn nãy giờ đủ má uống năm lon à, thơm dí quá bây giờ nó giết thầy với đủ má về thăm thầy đi. Cái mày không dạy chồng mày lỡ mày, hai chồng mày phối hợp anh nãy đi lên đây thăm thầy nó chồng chết đúng không? Đúng không? Ông về thăm thầy là đủ uống từ từ đó, đủ mới nãy giờ ta ăn non mà thấy không? Giặt đủ hết lon này tới lon kia. Ăn nhậu là phải vui đúng không? Ăn nhậu mà đụng vô cái đập chơ thầy cản thầy luôn. Hàng kia nãy quỳ mấy hôm qua luôn thầy. Thế mà làm sao mà mốt quỳ không được. Mày phải tính sao mốt là quỳ nó gần nè. Thằng xe nó về là bảo đảm nó sẽ ngủ mày qua nữa. Mà mày chơi kiểu này nó đụng thằng xe nó bắt trước là mốt là quỳ nó đéo qua. Tao cũng không lợi xe luôn. Đúng không? Uống đi con, uống từ từ nữa đâu, mới nào uống lẹ chạy nữa. ăn nhậu giống như mình chạy xe hơi á, đừng lấn lên đừng có đụng á, chạy hết tốc độ mình cứ uống từ từ, mình chạy từ từ, đúng không? Đúng không mày? Dạ. Đã không săn nữa cứ chạy tà tà thôi. Ai uống hết thì chút xíu tính sao? Rượu nhà nhiều mà uống hết bia chút xíu cho chị lỡ rượu nữa ngủ coi đứa nào lật xe. Bóng gì xét là chưa mới xem mấy đứa bóng gì xét là chưa? Khóa cổ rồi này. Đã đụng má mà cái cổ nó cũng bẻ đi mất tiêu. Xe của con là chở shipper đúng không? Dạ. Không, xe con không gần tới đâu. Dạ. Nó thấy cái thùng là đỡ móc cái chán rồi. Móc cái xích vô đi thằng. Để bên bên mé nào. Mé đâu đụng không lâu mà đây cũng ly là mất tiêu á. Ở ngoài mấy chiếc. Nhanh lắm, mấy giày là mất xe. Ở ngoài đường mấy chiếc. Hai chiếc trong, hai chiếc ngoài. Hai chiếc ngoài cái xích qua đầu, xích đi mình đợi nữa. Xíu đụng mới nhậu xong xuôi với thầy đi vô bắt gáp đi về đụng mặt như bóng mâm luôn ở đụng mắt mà làm nhưng mà làm chùm ở đây mà đậu trong đây thì không sao đúng không, đậu trong đây không sao tại vì nó tới chó sẽ sủa, còn ngoài kia chó có biết ai rồi sủa má nó tưởng đâu tới đi học nó tưởng đâu nó làm chùm ở đây xe bỏ thoải mái nhậu thoải mái. Bụng thầy bự quá không không biết bụng thầy hả gì. À, để tôi gấp cho thầy đo xe đạp cho gạo này nọ kia là rõ ràng đấy. Không có thằng nào dám ghi giống như thầy không kêu gọi không dùng nguyên gốc câu đó đồ má cũng gắt lắm nhưng phải câu đó đồ nó câu đó quay mẹ lắm đúng không, đúng không? Bây giờ thầy chỉ nói là thí dụ giờ thầy đi nha, thầy muốn qua cúng Phật nha, con nguyên gốc cho thầy thôi, nguyên gốc cho thầy mà thầy đụ cái thầy đăng cái bài lên đụ mà không kêu gọi không dùng nguyên góp làm bằng tiền túi đụ má là con với thằng này là đụ bình luận vô liền luôn á đúng không, tức liền chứ bộ
chứ mà đâu có tao làm không kêu gọi. Mới đưa tao, tao thật mày, mày mà đưa tao, mày đưa góp cho tao nha. Ví dụ như con góp này, góp này, góp này, góp nha. Tao đéo đi luôn, tao lấy tiền đi nhậu, tao đủ phát ra chim đó, nó đủ mất tiền của Mạnh Thường Quân đưa tôi nhậu, được không? Đã ăn là ăn cho công khai luôn, ăn lần cho đáng luôn. Ăn xui đụng mới mốt ra quýt bòm đầu luôn. Ví dụ mình làm tiền túi mình nó có nhiều cái hay, đúng không? Ví dụ mình làm tiền túi mình giúp nhiều giúp ít thì đủ mấy người ta cũng không có nói. Ví dụ không giúp ít đi nữa thì đó cũng là cái tấm lòng, không ai nói được gì hết. Nhưng mà đủ mấy con kêu gọi cái là đủ nó xảy ra lòng tham thì sau này nó có nhiều cái khía cạnh, đúng không? Nhưng mà sau này ví dụ như tao khổ rồi tao sẽ kiếm học sinh tôi kêu gọi, như con là phải đóng cho thầy 1 triệu. Tháng là đủ, cứ đóng 2 triệu, đầu tháng 1 triệu, cuối tháng 1 triệu để thầy đi từ thiện. Công là phải đủ 4 triệu là mày giàu, tháng cơm, đúng không? Ở tháng này là hai chủ tiệm xăm thì đứa 6 triệu, đầu tháng 3 triệu, cuối tháng 3 triệu, 6 triệu. Hai thằng là 12 triệu, là con là 12 triệu, 14 triệu, này 4 triệu, thầy 16 triệu. Thằng tổng đóng cho thầy nhiêu? Ít nhiều rồi mày nuôi con đúng không? 3 triệu, đầu tháng 1 triệu rưỡi, cuối tháng 1 triệu rưỡi, 20 triệu thầy sống khỏe rồi, đúng không? Tháng thầy thu nhập 20 triệu. Đó là kêu gọi là trong cái nội bộ mình trước đã. Rồi hôm xưa ta sẽ kêu gọi, tôi bắt đầu kêu được rồi, bắt đầu tôi lứng sân ra ngoài. Ăn rồi cũng hết rồi. Tiền cho thiện á, ăn nó không bao giờ không giờ mà không có dạy được con cái. Anh hỏi nghe, anh xong xong anh làm việc khác, lại làm việc khác tới bây giờ anh mở tiệm luôn. Đâu học xong rồi làm ở nhà trước. Okay. Nó được cái là nó vợ nó nuôi, vợ mình có nuôi không? Ai mà nuôi vợ, nếu nuôi vợ thì đồ học xong xuôi phải làm việc khác. Còn vợ nó nuôi nó đâu cần làm gì khác đâu, nó đồ cái nhà cứ lay gai đúng không? Có khách làm có không? Alo, alo, chưa đang trên lớp. Sao mày? Về nãy giờ rồi. Đang ngồi thầy. Không mày, đang ngủ kìa không? Tính thầy bo đi, tính thầy bo. Nhưng mà nói vậy nha, hôm nay thằng Công nó đi học là nó không có tiền nha, nó không có một cắt không có. Đứa nào ứng tiền cho nó mượn bo. Đủ tao đây. Má nhậu với tao mà vợ gọi là tao chỉ để cho trái nhà. Thằng này trái nhà luôn nè, trái ông bùng luôn nè. Bình thường á. Để học xong muốn mở tiệm luôn á, nhưng mà tại vì nó công việc đang làm á, nó làm nó sẽ không cho mình mở. Ba mình có điều kiện thì mình mở. Có tổng sáu ra rồi nhỉ? Một tháng ra. Một tháng nhiều. Ba tháng. Đầu tháng 10 là con có 4 tháng luôn. Cuối tháng 10 con có 4 tháng. Con có giọng đây không? Cái chú đang ngồi mà cái gì đây? Ơi, không có chèn ngồi xuống. Sao con ngồi vô đằng dưới nhậu? Chào chú Huy chưa? Chào chú Huy. Chào chú Huy chưa? Chào chú. Còn mấy chú này cũ rồi, hỏi con chào. Dạ. Con ăn cá không? Dạ không. Ăn miếng đi. Đó, chèn nha. Đó, đậu nó giặt ba rồi. Miếng đi nha. Miếng đi nha. Cá có không không bà? Tại đây lấy cái khâu dậy cho. Khâu cả. Đổ. Trơn quá. Ủa má, sao mày quản lý bia kỳ kiểu gì vậy? Dạ. Nó dập thầy liên tục rồi. Rồi nhá, mai anh nào mất mai anh nào xong không được dùng dạng nhá. Mà lấy đồ nè. Cầm tờ nhá. Chúc mày lên cho con. Dạ ba. Chúc mày lên cho con nha. Con nói mai anh nào lấy giấy, mai anh đấy không được dùng giấy nhá, mất 5 tờ đâu. Nói trên nhà thầy dạy đề canh đúng không? Mà anh dạy hầu như ra số, tôi nói học xuống, tôi nói đủ mạnh dạng.